Về cái dòng quy điều khiển mà mình đã chọn, dòng STM32F1, thì nó có những tính năng cơ bản như sau. Thứ nhất là về CPU, nó có một cái lỗi CPU, tức là bên trong của cái con điều khiển này, cái dòng điều khiển này, nó có một lỗi CPU thuộc loại là ARM Cortex M3. Đây là một cái CPU thuộc kiến trúc RISC 32 bit. Thì kiến trúc RISC là kiến trúc như thế nào? Thì hôm trước tôi có nhờ các em tìm hiểu đó. Chúng ta có hai trường phái RISC và trường phái CISC. Thì cái trường phái RISC này, cái tập lệnh của nó rất là ngắn gọn, rất là đơn giản. Và vì nó ngắn gọn, nó đơn giản nên cái tầng điều khiển á, ở cái tầng điều khiển ở bên trong các cấp của con CPU á, thì nó có thể thực hiện được bằng phần cứng. Và vì nó thực hiện bằng phần cứng nên tốc độ thực hiện nó rất nhanh. Bên trong của nó, hệ thống bus của nó là 32 bit, tức là độ rộng của các bus bên trong, tất cả thanh ghi bên trong là 32 bit, và tốc độ chạy của nó có thể lên tới 72 MHz, tức là 72 triệu lệnh trong thời gian 1 giây. Đặc biệt là nó có cái bộ nhân và cái bộ chia bằng phần cứng. Đây là cái điểm rất đặc biệt. Và vì nó làm bằng phần cứng, nó làm các phép nhân, phép chia bằng phần cứng, nên tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Trong vòng một chu kỳ xung đồng hồ, tức là như thế này, một chu kỳ xung đồng hồ như thế này, một chu kỳ ha, là nó thực hiện xong một cái phép toán nhân và một phép toán chia 32 bit, tức là nó có thể nhân hai số 32 bit hoặc là chia hai số 32 bit và thực hiện trong vòng một chu kỳ xung đồng hồ thôi. Đây là cái tốc độ cực nhanh nếu mà mình so sánh với những cái dòng vi điều khiển khác mà không có tích hợp cái bộ nhân và bộ chia bằng phần cứng ấy. Thì những cái dòng đó nó thực hiện phép nhân và phép chia bằng một loạt các phép cộng, phép trừ, và vì thế nó thực hiện rất là chậm. Trong khi đó, cái con vi điều khiển này, cái dòng vi điều khiển này, nó thực hiện các phép toán nhân và phép toán chia cực nhanh. Đây là cái điều mà chúng ta có thể thấy là rất là lợi điểm ha. Đây là cái điểm rất có lợi đối với cái việc mà tính toán. Về bộ nhớ, thì đối với bộ nhớ ROM thì nó có các dung lượng từ 16 KB cho đến tối đa là 1024 KB, tức là 1 MB á, thuộc cái bộ nhớ flash, tức là bộ nhớ nạp xóa bằng điện. Về RAM á, thì nó có từ 4 KB đến tối đa là 96 KB thuộc cái bộ nhớ là SRAM, tức là RAM tĩnh. RAM thì nó có hai loại ha, đó là RAM động và RAM tĩnh. RAM động ha, và một cái nữa là RAM tĩnh. Thì thế nào là RAM động, thế nào là RAM tĩnh thì các em sẽ tìm hiểu thêm ha. Về cái việc chiết xuất bộ nhớ trực tiếp DMA thì nó có một cái bộ điều khiển DMA, tức là chiết xuất bộ nhớ trực tiếp, và bộ điều khiển này có 7 kênh, tức là đồng thời có thể cho phép 7 cái thiết bị ngoại vi khác nhau có thể chiết xuất vào bộ nhớ mà không cần thông qua CPU. Những cái thiết bị ngoại vi có thể chiết xuất bộ nhớ trực tiếp bao gồm là timer nè, DAC nè, các bộ giao tiếp SPI, I2C, U sạc và DAC. Đây là những cái thiết bị mà nó có thể đọc bộ nhớ hoặc ghi bộ nhớ mà không cần thông qua CPU. Thành ra CPU có thể rảnh để mà làm những cái chuyện khác trong khi những cái thiết bị này nó chi sức vào cái bộ nhớ. Về hệ thống sung lốc, hệ thống reset và hệ thống quản lý nguồn thì nó có hệ thống sung lốc á, nó có cấu hình rất là đa dạng, rất là phức tạp. Thứ nhất là nó có một cái sung lốc là từ 4 đến 24 MHz, tức là tần số mình có thể thay đổi từ 4 đến 24 MHz. Thứ hai là nó có cái hệ thống sung lốc gọi là sung lốc nội, tần số chỉ có 8 M, và cái hệ thống này là nó dùng dao động kiểu RC, tức là điện trở và tụ điện. Nó còn một cái bộ dao động khác tần số chỉ có 40 KHz thôi, cũng thuộc dao động RC, và nó có một cái dao động rất là đặc biệt, đó là dao động dòng thoát pha, tức là nó sử dụng cái phương pháp băm sung để mà nâng cái tần số lên cao để cung cấp cho cái tần số lên tới 72 MHz. Và nó còn một cái bộ sung lốc nữa, đó là chỉ có tần số là 32 KHz thôi, dành cho cái NTC, tức là đồng hồ thời gian thực và những cái hoạt động khác. Về hệ thống quản lý nguồn thì nó có là power and reset, tức là reset khi bật nguồn, reset khi tắt nguồn, và cái hệ thống phát hiện điện thế thấp. Khi mà điện thế mà nó thấp quá thì nó sẽ tự động reset lại CPU và cả cái con điều khiển. Cái điện thế cung cấp
cho cái con điều khiển này, cái dòng điều khiển này, thì các em chú ý là từ 2V cho đến tối đa là 3.6V. Tất cả những cái con vi điều khiển trong cái dòng này thì cái điện thế của nó chỉ khoảng từ 2V cho đến 3.6V thôi. Nếu mà các em cấp dưới 2V thì nó không chạy, cấp quá 3.6V thì nó sẽ bị chết. Thành ra lưu ý cái này ha, lưu ý việc cấp điện ha. Nếu mà chúng ta thiết kế thì chúng ta phải chọn cái điện thế thích hợp, ví dụ như 3.3V là được, không dưới 2V, không trên 3.6V. Về cái hệ thống tiết kiệm điện á, thì cái dòng điều khiển này nó có 3 chế độ tiết kiệm điện khác nhau. Thứ nhất là chế độ sleep, tức là chế độ ngủ. Thứ hai là chế độ stop, tức là chế độ dừng. Và thứ ba là chế độ standby. 3 chế độ tiết kiệm điện khác nhau để mình có thể lập trình để cho nó chạy trong những cái trường hợp đặc biệt. Ngoài ra nó còn có một cái chân gọi là VBAT. Đây là cái chân để mà mình có thể cấp điện thế vào từ pin để nó hỗ trợ cho RTC và những cái thanh ghi, nó gọi là thanh ghi tích cực. Trong cái trường hợp mà nó cần tiết kiệm điện ở cái mức cao nhất thì chúng ta có thể dùng một cái điện thế bên ngoài từ pin để cấp vào chân này để nó nuôi cái RTC và nó nuôi những cái thanh ghi backup đã được bị mất dữ liệu. Về timer thì cái dòng vi điều khiển này nó có rất nhiều timer, tối đa là 12 cái timer khác nhau, bao gồm 3 cái timer 16 bit đa dụng. Mỗi cái timer gì á thì nó có nhiều chế độ khác nhau. Ví dụ như chế độ BWM nè, chế độ điểm xung nè, chế độ điểm thời gian nè, input capture và chế độ so sánh. Nó có rất nhiều chức năng khác nhau. Thành ra tùy theo cái ứng dụng mình muốn sử dụng chức năng nào thì mình phải khởi động đúng chức năng đó thì nó mới làm việc được. Ngoài ra nó có một cái timer 16 bit, 6 kênh. Nó gọi là cái timer điều khiển tiên tiến. Nó có 6 cái kênh biến đổi độ xung. Tức là một cái timer này, nếu mà chúng ta điều khiển tốc độ của động cơ á, con motor á, thì chúng ta có thể điều khiển được 6 cái motor cùng lúc chỉ với một cái timer này thôi. Ngoài ra nó có một cái timer khác, cũng là timer 16 bit. Nó cũng có đầy đủ các chức năng input capture, so sánh ngõ ra, biến đổi độ ung xung, vân vân. Ngoài ra nó còn có hai cái timer 16 bit nữa, cũng có đầy đủ các chức năng như cái timer kia còn lại. Nó có hai cái timer rất đặc biệt, nó gọi là watchdog timer, mình có thể dịch là chó giữ nhà. Watchdog timer này nó làm nhiệm vụ gì? Đó là nó có thể giám sát cái việc chạy chương trình của CPU, của vi điều khiển. Khi mà nó phát hiện chương trình bị treo thì nó có thể reset lại CPU, có thể reset lại toàn bộ hệ thống. Nếu mà chúng ta lập trình cho nó làm cái nhiệm vụ đó thì nó sẽ reset lại CPU, reset lại chương trình nếu mà chương trình nó bị treo. Ngoài ra nó có một timer rất đặc biệt, đó là sysid timer. Đây là timer 24 bit, tất cả những timer còn lại đều là 16 bit hết ha, độ phân giải là 16 bit, còn cái timer này đặc biệt là timer 24 bit, và đây là timer điểm xuống, trong khi những timer kia đều là timer điểm lên hết. Đây là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý ha. Nó còn hai cái timer nữa, đó là hai timer cơ bản để mà nó chạy cái ADC, để hỗ trợ cho ADC hoạt động. Đó là những cái timer có trong cái dòng này, tối đa là 12 timer, nhưng mà tùy theo con điều khiển cụ thể mà số lượng timer nó sẽ nhỏ hơn 12 á, chứ không phải lúc nào cũng 12 hết. Nói về IO, tức là input output, thì cái dòng điều khiển này nó có tối đa là 112 chân IO. Tối đa là 112 chân IO, nhưng những cái con cụ thể thì số chân có thể ít hơn nha. Thì với khả năng là tối đa 112 chân IO như này thì nó tổ chức thành các bọt khác nhau. Mỗi bọt là 16 chân. Và đặc biệt là các chân này nó có thể dùng để làm cái ngắt bên ngoài. Tất cả các chân của vi điều khiển này đều có thể sử dụng để làm ngắt bên ngoài. Tức là nếu mà chúng ta lập trình cho nó đáp ứng ngắt thì khi có một tín hiệu tác động vào một chân nào đó thì nó sẽ ngắt CPU. Và đặc biệt là tất cả chân này, mặc dù chúng ta cấp điện thế cho nó là dưới 3.6V, nhưng mà tất cả chân này đều có thể giao tiếp với điện thế 5V. Đây là một cái điều rất đặc biệt. Những cái con điều khiển khác, những dòng điều khiển khác, nếu mà nó không có cái tính năng này, thì nếu mà chúng ta cấp điện dưới 5V mà chúng ta cho nó giao tiếp với 5V thì nó sẽ hư cứu chân đất. Trong khi cái dòng điều khiển này nó có hệ thống bảo vệ, nên chúng ta có thể giao tiếp với điện thế 5V, trong khi nguồn cấp điện cho nó chỉ có từ 2V cho đến 3.6V mà nó vẫn chịu được cái điện thế 5V. Điều đó là cái mà chúng ta lưu ý ha. Rồi nói về ADC, tức là cái bộ biến đổi từ tương tự sang số, thì nó có một bộ điều khiển ADC. Bộ điều khiển này, cái độ phân giải của nó là 12 bit.
và nó có tối đa là 16 kênh. 16 kênh tức là đồng thời nó có thể biến đổi được 16 cái nguồn analog khác nhau. Và cái khoảng điện thế mà nó có thể biến đổi là từ 0 đến 3.6 V. Đặc biệt là ở trong cái ADC này, nó có tích hợp một cái cảm biến nhiệt độ. Chúng ta có thể lập trình để đo cái nhiệt độ bên trong của cái con điều khiển này. Do cái cảm biến nhiệt độ nó đã tích hợp sẵn bên trong, nên mình có thể làm được việc đó. Về DAC, tức là biến đổi từ DISO sang analog, tức là tiền số sang tin tử, thì nó có tối đa là 2 bộ biến đổi DAC. Ngoài ra, nó có tới tối đa là 11 cái bộ giao tiếp khác nhau, tức là truyền dữ liệu. Chúng ta có tối đa là 2 cái giao tiếp I2C, tức là cái giao tiếp nói tiếp. Nó có tối đa 3 cái giao tiếp USAC, tức là giao tiếp đồng bộ. Nó có thể hỗ trợ nhiều cái chuẩn giao tiếp khác nhau. Rồi nó có tối đa là 2 cái chuẩn UART, tức là giao tiếp bất đồng bộ, và tối đa là 3 chuẩn SPI. Ngoài ra nó còn giao tiếp chuẩn CAN nữa, rồi USB nữa. Chúng ta thấy cái giao tiếp của nó rất là nhiều. Đây là cái cấu trúc bên trong của cái dòng điều khiển này. Chúng ta thấy ở đây nó có cái lõi CPU, đó là thuộc lõi Cortex M3. Chúng ta đã nói nãy ha. Rồi bên trong nó có bộ nhớ flash ở đây nè, tức là bộ nhớ ROM nạp xóa bằng điện để dành chúng ta nạp cái chương trình vô đây. Rồi nó có bộ nhớ SRAM để mà chúng ta lưu dữ liệu ha. Rồi nó có các thiết bị khác ở bên trong. Chúng ta thấy nó có hai cái bộ DMA nè ha. Rồi đây là những cái thiết bị ngoại vi, thí dụ như ADC nè, USAC nè, SPI nè, timer nè, rồi các bọt nè, A, bọt B, bọt C vân vân, và những cái thiết bị khác. Nó có rất nhiều, và tất cả những cái này nó nối với CPU thông qua những cái bit nội bên trong. Và lưu ý rằng cái độ rộng của các bit đều là 32 bit hết. Các thanh ghi bên trong nó cũng là 32 bit luôn. Đấy là cấu trúc bên trong của cái dòng điều khiển này.